nhà cô thì có 5 đứa. Dạ. 5 đứa thì 4 đứa nó bị. Trời ơi. 4 đứa bị tâm thần thì 2 đứa tâm thần nặng. 2 đứa tâm thần trung bình. Thằng này thì là tâm thần trung bình này. Giờ chỉ có được một thằng khôn thôi. Dạ. Chào. Chào em. Dạ vâng, cô chú có thể giới thiệu cô chú tên là gì? Dạ là Nguyễn Văn Hưng. Chú Hưng ha. Sinh 1957. Dạ. Cô mình là mẹ Màu. Của Trung tên là Phạm Thị Màu. Cô chú sinh 1962. Dạ, cô chú quê ở đâu? Quê ở Hồ Nai, Biên Hòa. Biên Hòa, Đồng Nai. Dạ, Biên Hòa, Đồng Nai. Hôm nay cô chú về Bình Dương nhờ anh em giúp đỡ gì đây? Dạ, tìm con. Nhờ anh em của đội anh Hải tìm giúp cho Nguyễn Quốc Trung. Con xin phép nói chuyện với cô trước nha chú. Vâng. Là cô chú về đây nhờ tìm con. Dạ đúng ạ. Dạ con của cô tên là gì? Con của cô tên là Nguyễn Quốc Trung. Nguyễn Quốc Trung. Sinh 1989. Dạ. Bỏ đến nhà đi lâu chưa cô? Nó đi sắp được 3 tuần rồi. Có nghĩa là không nhớ chính xác là cái ngày nó đi lại. Tại vì cứ nghĩ nó đi rồi nó sẽ về ngay nên lại không nhớ. Cho nên bây giờ chỉ biết là cho tới, nếu mà tính tới thứ hai tới này này, mùng 8 tháng 1 ấy. Dạ. Thì nó sẽ là được 3 tuần rồi đó, là mất 3 tuần. Con của cô có gia đình chưa? Chưa. Chưa. Tấm chính là 35 tuổi rồi. Vâng. Chưa có vợ con gì hết ạ. Tại vì cháu đầu óc nó cũng không được minh mẫn cho nên không có thể nào lập gia đình được. Là như thế nào cô? Có nghĩa là nó cũng bị tâm thần nhẹ đó. Bị đấy lâu chưa cô ha? Nó bị như từ hồi bé. Từ hồi bé. Và có đi lên bệnh viện tâm thần thì người ta cũng nói là nó bị tâm thần trung bình. Yeah. Mà nhà cô thì có 5 đứa. Yeah. 5 đứa thì 4 đứa nó bị. Trời ơi. 4 đứa bị tâm thần thì 2 đứa tâm thần nặng. 2 đứa tâm thần trung bình. Thằng này thì là tâm thần trung bình này. Giờ chỉ có được một thằng khôn thôi. Vậy là nhà cô tổng có 5 người con. Và 4 người con thì đều bị tâm thần hết. Đúng rồi. Nhưng mà cái đó là bẩm sinh hay là lớn lên rồi với vị cô? Thì hay là do những cái đấy gì? Cô chỉ biết là khi mà cô nuôi nó từ hồi bé cho đến lớn. Bị bắt đầu bé. Cho đến học lớp 1 đấy. Bé. Lên lớp 1 là tự dưng các cháu là không làm chập. Sao mà không cho... làm sao mà học qua được lớp 1. Cô chú cho con xin phép được hỏi một cái câu rất là tế nhị, nếu có gì không phải cô chú bỏ qua cho con nhé. À, dạ. Nhà mình có ai bị như vậy không? Kiểu cái gen hay cái gen di truyền có ai bị như vậy không ạ? Không ạ. Không ha. Vâng. Tức là từ đời ông bà cho tới ba mẹ đều không có ai bị. Không, không ai bị. Vâng. Mà hiện tại bây giờ thì các con của mình là bị. Vâng. Anh em họ hàng có ai bị không ạ? Không ạ. Không ha. Vậy là cái này là mình cũng không biết được nguyên nhân từ đâu ha. Dạ đúng rồi ạ. Không biết nguyên nhân từ đâu. Vậy là anh Trung này là trước kia có hay bỏ đi như vậy không? Cũng đi mấy lần rồi. Nó đi mấy được lần. Mấy lần rồi. Xong. Rồi cứ đi xong rồi đi kiếm. Có ngày gặp ở ngoài đường. Gặp ngày ở trên bến xe miền Đông. Gặp ở Tân Vạn. Xong có một lần anh em nó đi lãnh ở từ ở Vũng Tàu về. Mất hết mấy triệu bạc. Là ở bến xe miền Tây nó bán. Không biết bà ai dẫn nó xuống dưới Vũng Tàu bán cho cái bà đi biển. Bán? Vâng, bán. Nó mang thằng này đi bán á. Bán 5 lần á, nhưng mà không được tại vì thằng này nó nhỏ con. Nó nhỏ con, nó lại đầu óc nó không có. Bán ra biển á, để gì, nhưng mà người ta mua thì người ta nói thằng này nhỏ con quá. Người ta không mua. Bây giờ mà có cả cái chuyện mà buôn bán người lộng hành như vậy luôn ạ. Cũng cách đây cũng ở trong năm thôi. Sao cô chú không báo công an đi, lúc đấy sao không báo công an? Thằng em nó thì muốn là cứu anh ra. Cũng nhưng mà muốn... cái lúc mình đã tới được đến đấy rồi thì mình phải mà báo công an đi chứ. Không, lúc đấy là như thế này này. Khi mà biết tin được là nó ở Vũng Tàu. Dạ. Thì cái thằng khôn á, nó lên thì lên tới nơi là đúng 12 giờ đêm ở trên Vũng Tàu. Nó vô cái nhà đấy thì có, trong cái nhà đấy có hai đứa thôi. Một thằng Trung ở trên lầu và một cái thằng người dân tộc ngồi dưới. Khi mà vô trong đấy rồi thì bắt đầu mới nghe được cái thằng Trung á, là nó nói là phải có tiền để mới ra khỏi nơi này được. Là con trai nhà mình nói hả? Đúng rồi, thằng con trai nó nói là nó nói với cái thằng mà lên rước nó về á, là phải có tiền mới ra khỏi nơi này được. Thì cái thằng em của nó thấy vậy ấy, thằng mà đi rước về á. Dạ. Thì nó thấy vậy thì nó bảo giờ 12 giờ đêm rồi mà bây giờ lại một mình nó lại lọt vào trong cái ổ như vậy, cho nên là nó muốn là cho cái thằng anh của nó được về ngay lập tức.
Nhưng mà nó bảo thì là bây giờ nó nói nếu mà nó biết là bị mất tiền như vậy thì nó biết từ ở dưới hôm nay ấy, thì nó có thể là nó sẽ nhờ bạn bè nó lên can thiệp và có thể may nó không mất tiền. Nhưng mà vì nó lên tới nơi rồi thì mới biết cái thằng Trung là nó nói là phải có tiền ra khỏi đây. Lúc đấy thì nó bảo là thôi bây giờ nó muốn cứu thằng này ra ngay á, thì nó cũng nó mới bỏ tiền ra nó chuộc cho. Mà cái số tiền đấy là con nhà mình có vay mượn hoặc là của người ta gì không? Có vay mượn không? Có. Tức là tiền đấy con nó đi với thằng bạn nó. Đi với mượn bằng bạn. Bạn nó. Tức là như... tại vì đột xuất mà. Đâu không. Có biết mà. Bây giờ con hỏi như thế này này. Tức là cái anh Trung này nè. Tức là khi mà người ta đưa xuống đấy, như cô chia sẻ là để bán người đúng không ạ? Đúng rồi. Là cái số tiền mà người ta kêu là 7 triệu đúng không cô? 6 triệu. 6 triệu là cái anh Trung này có mượn của cái người ta không? À không. Không. Thằng này nó không bao giờ nó mượn không, ai. Không mượn ha. Nó không đâu có biết tiền bạc gì đâu. Tức là người ta, cái này là người ta là hình thức người ta là buôn bán người. Tức là đại khái là thằng Trung nó chỉ nói là phải có tiền ra khỏi nơi này thôi, chứ còn thằng Trung nó không biết là chuộc bao nhiêu tiền. Thằng Trung nó không biết, nó chỉ nói với cái thằng mà đi lên rước nó về á, thì nó bảo là phải có tiền mới ra khỏi nơi này, mà trong khi đấy thì tại sao mà lại phải cần tiền mới ra được? Thì cũng không biết, thì chỉ nghe cái thằng Khôn, cái thằng đi đón về nó kể thế thôi. Nó bảo là thằng Trung nó nói là phải có tiền mới ra được nơi này, thế thì thằng mà đi đón nó bảo chứ thôi rồi, thằng này á bị lọt vào trong động mất rồi, là nó nghĩ trong đầu thế. Động gì con, nhà mình con trai mà động gì? Thì động có nghĩa là động buôn người hay gì đấy. Đúng ra như thế này nè, nếu mà đã như vậy là mình phải báo ngay cơ quan chức năng công an. Bởi vì sao? Bởi vì không riêng gì con mình, còn những nạn nhân khác nữa. Đúng không? Mình không báo thành thử ra bây giờ mình ví dụ mình chuộc được con mình đi, còn những người khác trong đấy nữa như thế nào? Thì đúng ra là gia đình nhà mình lúc đấy sáng suốt hơn, trình báo cơ quan chức năng để triệt phá. Nếu thật sự đó là cái đường dây thì triệt phá cái đường dây đấy đi, để còn những người khác nữa thì sao? Còn những nạn nhân khác đâu có được về đâu, ví dụ chẳng hạn vậy sao? Đúng không ạ? Tại vì em biết là sao, cái lúc đấy là cô chú đâu có đi được đâu. Thì cái thằng Khôn đấy nó đi. Nếu mà tức cô là chú con đi, của cô chú cũng là con luôn. Nhưng mà con của cô chú có gọi điện về bàn bạc với ba mẹ không? Không. Trời đất ơi. Tức là cái thằng này nó chỉ nói là chắc có người nói nó gọi điện đấy, chứ nó, nếu mà nói cả sức nó không có biết gọi điện đâu. Nhưng mà cái đấy có đúng không? Hay là con của cô chú về nói không đúng, chắc chắn đúng. Là nó không có vay mượn cái gì cô chú. Không, ý con nói là cái sự việc đấy có đúng cái sự thật không? À nó thì nó về nó nói như này. Thằng đấy thì nó đúng lắm. Không, nó nói đúng. Tức là cô chú không có được tận mắt thấy, không đúng. Được mắt thấy tai nghe, chỉ nghe qua con trai. Đúng rồi, nghe thằng lên nó rước về nó nói nghe vậy. Nghe qua thì cũng chưa thể có gì gọi là để kiểm chứng xác thực được, đó là sự thật nè, đúng không ạ? Không, nhưng mà trước mắt là nó bị mất tiền để chuộc thằng này ra đó. Thì là cái đấy là trước mắt là đúng là thật như vậy đó. Đấy là cái thằng nó làm tài xế xe tải xe 2,5 tấn nó chạy. Vậy là lần đó mượn. Vậy là lần đấy là chuộc về mất 7 triệu. 6 triệu. 6 triệu. Rồi còn đi lần nào nữa không? Nó nói như này để chị kể cho dạ. Nghe cái thằng mà nó lên đón nó về ấy, dạ. Thì nghe cái thằng một người thằng dân tộc. Thằng dân tộc hai nói người ở trong đấy. Nó nói với thằng Khôn thì là nó nói cái thằng mà lên đón ấy là em to con như này này, em đi em còn suýt chết mấy lần. Mà em thấy anh ấy bé con quá tội nghiệp, cho nên gia đình mới đoán là nhất định là do cái người dân tộc đấy nói cho mớm cho cái thằng này mới biết gọi điện về, chứ thằng nhà mình bảo đảm nó không biết nó được không thể nào Khôn là được. Con nhà mình tên là Khôn hay sao? Không tên gì? Nói chuyện là nó không có Khôn được như con người ta. Nó không có Khôn người ta. Không, ý là cô nãy giờ cô cứ nhắc thằng Khôn là tên Khôn hay là tên... Thằng Trường. Tức là Khôn, Khôn chứ không... Ý nói là thằng là Khôn nhất nhà vậy thôi. Dạ. À đấy, chứ không phải là... Nó tên là Nguyễn Quốc Trường. Dạ. Là em của cái thằng Trung này luôn. Dạ. Tổng cộng là anh đi chắc nhiều lần lắm rồi hả? Đúng rồi. 5-6 lần rồi. Ôi ơi. Nó đi thì nó cũng đâu biết chuẩn bị quần áo hay là chuẩn bị tiền bạc. Nó cũng đi làm gì? Được, đi làm đấy. Nó cũng đang đi làm thì tự nhiên cái là... Tự nhiên cứ... Nó cứ đi vậy. Nó nổi cơn lên, bắt đầu nó bỏ ở chỗ làm rồi, bắt đầu nó đi. Nhà mình có phương án thuốc điều trị gì cho anh Trung đợt này là đang có phương án về là... Chắc phải cho nó lên tâm cho thần. Cho lên tâm thần. Tâm thần trước... một là tâm thần, hai là gửi vô có chỗ nào để cho nó yên ổn. Nhưng mà trước kia thì bốn người con nhà mình đều bị tâm thần hết. Đúng không ạ? Nhà mình có cho các con uống thuốc không? Không. Hồi xưa thì nó có uống, sau này cái bác sĩ nó thôi đừng cho nó uống nhiều, nó bị ở ấy. Để. Thế là ngưng cả mấy năm nay không cho nó uống. Để kể cho em nghe. Là dạ. Cái thằng lớn nhất này kỳ đấy cho lên tâm thần. Thì bác sĩ
có hỏi mình là thế nó có ăn được không, là cái thằng lớn nhất ấy, thằng anh của thằng đi mất nè, nó có ăn được không, nó có ngủ được không, nó ra ngoài đường nó có phá người ta không. Thì chị mới nói là không bác sĩ ơi. Thế bác sĩ mới nói là vậy thì về dáng làm lo nuôi nó nhá, khỏi phải đo điện não. Ý chị lên là muốn đo điện não cho nó. Nhưng mà bác sĩ hỏi câu như vậy, xong rồi bác sĩ nói thôi, về dáng làm lo nuôi nó, vậy thôi. Chứ còn chị muốn đo điện não thì tôi cho chị đo, nhưng mà tốn tiền của chị thôi. Là bác sĩ tâm thần nói vậy đó. Vậy là và họ mới kết luận là thằng đấy cũng là bị nặng đấy. Dạ, vậy là bốn người con là có con gái bị không? Có đứa gái út. Tội vậy. Mà bọn nó bị... cũng... Nhưng mà con gái út nó cũng bị nó nhẹ hơn. Tức là lâu lâu mới lên. Không, con đấy thì có nghĩa là nó gần như là tự kỷ. Gần như vậy, tức là nó không chơi với ai. Trầm cảm. Nó cũng không trầm cảm đâu. Nó chỉ về nó chơi với ba với mẹ, không chơi với hàng xóm. Chắc ít nói chuyện lắm mà. Đúng rồi. Rồi nó đi ra, từ hồi mà đi ra chỗ ngoài nhà cô đấy làm ấy, thì có nghĩa là cái đầu óc nó, chị thấy là nó thoải mái được, hoạt bát hơn, hoạt bát hơn ở nhà. Có nghĩa là nhà cái cô gái. Đấy khổ nhà, nhà vậy là bốn anh con trai, nhà cô đấy là một người con gái. Vâng. Mà gái cưng nhất, xinh gái lắm, bé cưng nhất thì lại bị vậy, thương ha. Có mỗi cô con gái à, nhưng mà rất là có hiếu, em đấy có hiếu lắm. Khổ ghê, rất khổ, nhiều hoàn cảnh sao mà khổ quá trời khổ. Hồi xưa anh biết, hồi xưa còn thời bao cấp đi làm á, là hồi xưa là hai vợ chồng cứ về đi kiếm con, nó đi bốn đứa luôn. Cứ phải đi kiếm, cứ một tuần là về, cứ tối đi làm về phải đi kiếm con. Có khi nó vô Lạc Đại An, xong rồi nó xuống Biên Hòa, vô Đồi Pháo Binh, xong nó đi gọi là lúc tung á, còn phải đi kiếm thôi. Nhiều khi công an người ta đưa về, sao công an ở bên Lạc An đưa về. Cô chú, cô chú là làm nghề gì? Thì cũng chạy xe ôm ở xã thì xe. Cũng đi làm, đi lau nhà cho người ta, đi giúp việc. Mình là ở Hố Nai, là thường là cô chú là gốc người Bắc đúng không? Đúng rồi. Bắc năm tư, Bắc năm tư. Cô chú là bên đạo Công giáo, đạo Công giáo đó, thường là cô có đi xin khấn luôn đó. Khố Nai là thường là đa số là đa người bên đạo nhiều. Đúng rồi. Là mình có hay đến nhà thờ mình cầu nguyện không? Có chứ. Mỗi lần nó đi lên, này là đền thánh rồi đi đâu cứ lên đền thánh cho cháu không khấn. Lần nào đi mấy là cũng phải đi xin khấn về được. Có lần này là thôi không thấy luôn. Và lần trước là cứ mỗi lần đi là lên xin, lên là xin lần khấn. Nào cũng vậy, là hễ mà cứ cháu nó đi cái là bắt đầu lo đi xin khấn liền. Xin khấn rồi mình cầu nguyện riêng ở các tượng ở nhà thờ này. Đó, là mình đến để xin các ngài giúp nó cho được biết tin. Ban phước lành. Biết tin. Mấy lần về được rồi, có một lần đợt này là thôi là không thấy. Ba tuần rồi là không một tin tức gì. Vâng. Cái sự việc này gia đình nhà mình đã trình báo cơ quan chức năng ở Hồ Nai chưa? Có rồi. Có trình báo. Vâng. Mới trình báo ngày hôm qua thôi. Dạ. Tại vì cứ nghĩ là nó cũng như lần trước rồi. Thôi mình tìm thấy về thôi, nên là không có đi báo. Bây giờ là cô chú sợ nhất là con sẽ gặp điều gì? Sợ giống cái dạng kia nó bắt xong rồi nó đẩy đi qua bên Campuchia. Sợ rồi. Sợ nhất cái đấy rồi. Chú sáng giờ chú nghe chú sợ không? Nghe sợ lắm. Tại rồi trước cũng nghe rồi, không phải là mới sáng này thôi. Dạ. Cũng nghe nhiều lần rồi, đúng rồi, mà mình cũng sợ cái thằng này. Đấy nó cũng bị một lần như vậy mà cũng phải sợ. Trong 3 tuần qua thì cô chú đi tìm con ở nơi nào ở Đồng Nai rồi? Ở Đồng Nai thì... tìm không á. Ở trên Sài Gòn này. Chợ Bến Thành này, bến xe miền Đông này, lên bến xe miền Tây này, coi như là cái chỗ nào mà nó hay đi là biết án chừng thôi, chứ mình biết cái đường đi của nó. Cái là đi kiếm từ cả hơn tuần nay, sáng đi chiều tối về nó đi không thấy luôn. Đi mà nó cứ đi như vậy khắp nẻo đường, khắp nẻo đường. Chú đặc biệt là chú là người xe ôm thì chú dành đường. Đúng rồi. Đường nào ngõ nào, đường nào ngõ nào Sài Gòn mình biết hết á, đi hết đường nào ra tới đi miền Tây luôn rồi. Chú đi miền Tây luôn. Vâng. Chú năm nay là chú bao nhiêu tuổi vậy chú? 65. 65 tuổi. Nhưng mà con nhìn chú là tóc đang còn đen ha, chú đang khỏe. Nhuộm. Nhuộm hả? Dạ, hèn gì có thấy. Lâu lâu cứ tháng nhuộm là. Dạ, con thấy đen nhưng mà chú đang khỏe. Cũng khỏe khỏe cũng ốm. Nhờ trời ông ban cho sức khỏe được chú ha. Mà bây giờ 65 tuổi rồi mà nhìn lại các con của mình đôi khi chú buồn ha. Buồn, dạ. Thay vì tụi mình có cháu có chiếc rồi. Đúng rồi. Dạ, ô chú là bây giờ chưa có xui đâu ra. Đâu qua đâu.
Con lớn nhất của chú là bao nhiêu tuổi? À, lớn nhất 34 tuổi. Nó sinh năm 88 đấy. Đâu, thằng, thằng này thứ hai. À, thằng này thứ hai, thằng này kế. Là con trai đầu. Là con trai đầu là cũng sinh năm 88 đấy. Nó bị nhưng mà thằng đấy nó lại nó khôn hơn là thằng này, nó cứ vòng 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 ở đấy thôi, nó không có đi. Cái thằng đấy thì sáng sớm cái là bắt đầu là nó đã rời nhà đi rồi, đi nhưng mà nó cứ xuống, nó sống ở trong chợ sạch đấy. Người ta thợ chợ sạch người ta nuôi nó đấy. À. Ở chợ sạch đấy. Thì nó vô trong chợ, trong nó vô nhà thờ nhưng mà nó phụ bàn ghế với các ông chùm giết cho nó ăn uống đấy. Thằng đấy thì lại nó không đi được cái, nó cứ đi từ sáng đến tối nó về. Nhưng mà riêng thằng này như tuổi của cô chú giờ này là đang có cháu hết cháu rồi, bồng, cháu bé hết rồi để hủ hỉ để vui rồi. Thôi thua rồi. Mà tiếc rằng bây giờ là chỉ cái cầu mong là cầu mong trời cho nó ban cho con sức khỏe cho các con ha. Được các con được được bình an, các con được sống khỏe sống vui là được rồi. Bây giờ biết sao giờ đúng không cô chú? Mười cây mười hoa mà, mười nhà mười cảnh biết sao. Em có biết không, nhiều khi ông xã chị đi tìm ấy, lúc mà nó nhiều khi nó đói ấy, là nó nằm ở ngoài đường là dễ tìm nhất à. Thương nhờ, cái cảnh là, đấy thương. Là thấy là năm lúc nhìn thấy nó tội nghiệp, nó mặt người đen thùi lùi rồi bẩn thỉu này kìa. Áo trắng nó mang áo trắng nó, cái đợt này nó không mặc áo trắng, nó mặc áo thun sọc ngang này. Nhưng mà không biết từ ngày đấy đi thì có ai cho nó thay quần áo không, không biết. Nhưng mà không bao giờ biết mà như người ta, con người ta khôn là biết à, nó bỏ nhà đi, nó chuẩn bị tiền hay là chuẩn bị quần áo. Nhưng mà lần này riêng này không biết, chỉ đi lang thang. Chỉ đi là đi rồi. Vậy là lần này đi có đem theo xe gì không? Không, không. Nó điện thoại đi. Hồi trước thì nó đi làm là chuyên môn, có mấy cây bút ở trong cái túi chóp ấy, xong lại giấy mấy cái cuốn sổ, mà cứ đi tới đâu xe nào cũng ghi số, xe nào cũng nó cứ tương tự như vậy đấy. Đến cái chỗ xe nào cũng vậy, cứ ngừng đấy xong mà ngó vào đầu xe rồi ghi xe số xe rồi giúp cứ ở trong cái túi nó phải cả chục cái này là không đi, lại bỏ ở nhà. Cái thằng lớn này cũng vậy, nhiều khi ra ngoài đường cứ cầm còi tuyết xe ra ấy, cười chết mồ luôn đấy. Như vậy người ta biết rồi, tuyết còi người ta nhiều người, người ta không biết thì người ta hoảng đấy, người ta sợ đấy, nó cứ tuyết còi không, nhưng mà biết ở khu vực đấy người ta biết quen hết rồi, nó nổi tiếng cả tới Biên Hòa luôn ấy. Thằng đấy nó nổi tiếng cả tới Biên Hòa vì nó cứ nhiều khi nó cứ đón xe buýt lên, xong một cái nó mua chai nước ngọt nó đi về. Mà một ngày có khi nó đón mấy lần xe buýt, mấy ông xe buýt đâu lấy tiền đâu. Hồi xưa nhốt nó, xích chúng nó phá quá, nó khỏe quá. Với lại xích thì con nó thật luôn. Thế là xong rồi là bao giờ mới thả nó ra. Với lại xích nó thật thì thà đưa đi chạm. Đúng không ạ? Chứ xích mình ở nhà mình không cầm lòng được. Thời gian đầu ơi. Nhưng mà được cái là mấy đứa con. Giờ cái là thả ra, bây giờ nó đầu óc nó kiểu hoang tưởng. Nó đỡ hơn nhiều. Dạ. Trước kia là kiểu đầu óc cứ suy nghĩ kiểu hoang tưởng. Hồi cứ đi làm, hai vợ chồng cứ đi làm tối về đi kiếm khoan. Hết trong rừng, trong ngoài đường. Có khi nó qua bên Lạc An, đi qua đồ hóa bên, nó đi lung tung rồi đó. Toàn công an đưa về nhiều. Có lúc mà 5-6 anh công an đưa nó về từ nhà máy nước Thiện Tân á. Nhưng mà chắc giờ các con của cô chú có mình kiểu có quậy mà có gây ra một cái hậu quả thì không, cho không, cho được cái chú quan rất hiền ở cái khu vực đấy, chúng nó rất hiền, không có tai tiếng gì hết, thương công an cắp ăn trộm gì của ai hết, nó hiền được cái là nó chỉ như trước vậy. Kia là cái anh Trung này là làm công việc gì chú? Thì cũng ra phụ đồ nhựa này thôi, cũng không biết nhờ ra đấy thì chủ chỉ đâu làm đấy thôi, chỉ đâu làm đấy là là cho ăn không được khôn như người ta, cho ăn với lại trả lương thôi. Đúng rồi. Rồi tiền đấy là có đem về cho cô chú không? Nó mang về một tuần nó cho mình được 300. Xong rồi chưa hết tuần cái bắt đầu nó kêu hết tiền lại phải nó cứ đi lại. Nó cứ đi rồi tối bắt đầu nó đi làm về, xong rồi tối nó lại đi chơi xong có 10 giờ 11 giờ nó về. Anh Trung này có hút thuốc hay nhậu nhẹt gì không? Không thuốc không nhậu nhẹt. Ở nhà đặc biệt không nào nó hút thuốc gì hết. Nó chỉ uống nước ngọt là nhiều. À, thích uống nước ngọt. Uống nước ngọt. Cứ một ngày phải chục chai nước ngọt. Ôi trời đất ơi, một ngày chục chai nước ngọt. Đấy. Uống vậy nó là... cứ uống nước ngọt, anh em nhà nó toàn nước ngọt không? Uống vậy nhiều quá. Nhưng mà nói không được. Nó không được. Tức là nó không có hiểu biết để mà để mà nó ngưng cái gì nó nhà không biết. Mua nước ấy, nước suối, nước giếc để cho uống không? Không uống. Cứ uống nước ngọt. Ăn có được không? Ăn có được nhiều cơm. Ăn thì cũng được. Ăn khỏe. Nếu ở nhà nó ăn cả tô ấy. Ừ, cả tô là ăn khỏe. Đúng rồi, nó ăn cả rồi bây tô. Giờ lần này anh Trung đi thì bốn anh chị em kia có buồn không? Có biết được không?
có thằng lớn lúc nào nó cũng cứ làm nó tối nào nó cũng về chung nó về chưa đi kiếm nó. Xong nó cứ bảo ta không đi phụ, nó cứ nói lẩm bẩm ta không có đi phụ bốn nữa, ta đi kiếm một chung là thằng lớn nhất. Còn em nó rất là thương nhau lắm, nhưng nó cãi nhau thật, nhưng mà nó cứ tối về là tụ họp với nhau là cứ thằng nước ngọt thằng kia đưa bánh thằng kia gọi là anh em nó bao nhau. Kia bốn anh em nó lại bao nhau, nhưng mà tiền nó làm nó không đưa cho mình, nhưng mà nó lại bao nhau lắm. Đứa này là thương yêu nhau, anh em thương yêu nhau, được cái đứa nọ lại bao đứa kia. Nó cũng hay nói chung là nó cũng hay cãi nhau, và nó lâu nó cãi nhau xong rồi thôi nó lại hòa lại. Cãi nhau tí cái thằng lớn là anh xin lỗi nhá, anh xin lỗi, thế là lại cười với nhau vậy thôi, chứ được cái là nó chỉ như vậy thôi. Cái thằng này là anh của cái thằng Khôn này, mà cứ lúc nào kêu rằng Khôn là anh của anh Trường, anh Trường đấy, Trường là vai em đấy, Trường là vai em mà vẫn kêu đấy là anh Trường đứa nào cũng cứ gọi đứa nào là gọi Khôn là anh ấy, nhiều khi gọi anh xong rồi gọi là đại ca nữa chứ, đại ca Trường. Thật sự đây là một câu chuyện rất buồn của gia đình cô chú, thật sự rất buồn ha. Trên cái video này chú có điều gì chú muốn tâm sự với lại anh Trung, tức là con trai của chú? Mẹ mà nói đi. Trung ơi, nếu mà Trung mà nhìn thấy cái hình của ba mẹ đăng con lên này này, con nhớ đưa tin về cho ba mẹ nhá. Ba mẹ đang mong để tìm thấy con đấy nha. Con nhớ, nếu mà nhìn thấy, con báo về cho ba cho mẹ. Ba mẹ rất nhớ Trung đó. Anh em của con cũng nhớ con đấy. Con nhớ, nhìn thấy hình này con nhớ. Nhớ mà đưa tin về, hoặc đó nhờ ai đó, người ta đưa con về nhà cho ba mẹ. Nếu ba mẹ đang đi tìm con, đang nhờ tất cả mọi cộng đồng mạng để tìm con đấy. Con nhớ đưa tin về. Nếu mà không đưa tin được thì con nhờ ai đó đưa về nhà rồi, có thể về nhà, người ta trở về nhà rồi mẹ sẽ trả tiền xe cho con nhớ nhá. Rồi này chú nói với con tiếng đi ha, mình tâm sự gọi cho con về đi. Chúng ơi, giờ ba đi kiếm con cả tuần, cả nửa tháng nay là không có gặp ở đâu hết. Bây giờ con mà thấy đăng cái này tải lên thì con thấy thì con nhờ người ta là ở đâu ấy, con gọi điện về cho một là anh Trường, em Trường lên đón con hay là ba đón nhá. Còn cái gì thôi, có đi ở đâu thì cứ gọi điện, nhờ ai người ta gọi điện cho nhá, chưa? Nhờ người ta, nhớ nhờ người ta, nếu mà không nhớ được số điện thoại ấy, thì con nhờ người ta đưa về, con nói con ở đằng Sạt nè. Đấy là con nhờ người ta đưa tới nhà thờ Sạt cũng được. Hoặc là con nhờ người ta đưa về tới nhà cô Xuân nè, chỗ con làm ấy. Thì lúc đấy nhờ tiền cô Xuân trả tiền cho người ta cũng được, rồi về mẹ tính sau. Con đừng có ngại gì hết. Thật sự rất nghẹn lòng. Thật sự bản thân con ngồi đây nhưng con nghe câu chuyện của gia đình nhà mình con rất nghẹn lòng. Hy vọng rằng anh Trung sẽ xem được video này, hoặc là cô chú anh chị xem được để chỉ anh Trung về với gia đình nhà mình. Dạ thưa cô chú anh chị, thì thật sự đây là một câu chuyện rất buồn của vợ chồng cô chú. Thì rất mong rằng cái video này khi mà anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải đăng tải lên, rất mong được sự quan tâm, chia sẻ, lan tỏa của tất cả cô chú anh chị. Để hy vọng một ngày gần nhất thì anh Trung sẽ sớm quay trở về đoàn tụ cùng với gia đình. Và nếu cô chú anh chị có thấy anh Trung như trong hình ở đâu thì làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ người Thanh Hải 0913785858 để đội hiệp sĩ người Thanh Hải giúp đưa anh Trung về đoàn tụ với gia đình, cũng như là để cho gia đình lên kế hoạch để điều trị, có một cái phương án điều trị cho anh Trung sớm bình phục. Thật sự cái hoàn cảnh nhà cô chú rất thương, bởi vì là sinh ra 5 người con mà thật sự rất đau đớn là bị cả 4 người con, thì thật sự đó là một cái điều mà rất đau đớn. Mà cha mẹ thì có lẽ đó là một cái cú sốc rất lớn với lại cô chú ha. Nhưng mà tới giờ phút này thì trải qua những năm tháng thăng trầm rồi, cô chú cũng dần quen rồi. Nhưng mà đôi khi thì cũng rất đau ha. Đôi khi thì con tin chắc rằng là đôi khi cô chú rất là tuổi thân. Cô chú nhìn lại, ngoảnh lại nhìn các con của mình, cô chú rất là xót xa.
Nhưng mà thôi, số phận đã vậy rồi cô chú ạ. Bây giờ cố gắng là nhờ trời ban phước, làm sao cho các con sống vui vẻ, sống được mạnh khỏe là được. Đấy, chỉ vậy, ước ao vậy thôi. Dạ. Nếu cái thằng em này, nó đi làm mà nó có bầu, nhiều khi nó muốn rất đẹp. Dạ. Nó ngại. Đúng rồi. Tội nghiệp. Ở nhà thì may ra được có mỗi thằng đấy, nhưng mà nhiều khi chắc nó cũng nghĩ năm nay nó cũng phải hơn 30 thường, tuổi rồi thật đó. Sự rất thương. Đây là một cái câu chuyện thật thằng sự đấy rất là thương. Rất là đẹp trai, cái thằng mà khôn khôn nhất nhà, nó đẹp trai mà chân mà nó khôn khôn nhất nhà, bao nhiêu cái khôn mấy này nó lấy hết, nhưng mà chỉ nghĩ là nhiều khi cũng do nhiều cái nó thấy hoàn cảnh trước nó không giờ thấy nó nhắc đến mà. Đôi khi thì cái cậu dạ. Trường ấy đúng không ạ? Đôi khi cậu nhìn thấy anh chị em, đấy. Anh em trong gia đình đấy. Nhà mình như vậy cho nên rồi nó không dám nghĩ tới. Rồi bây giờ lại còn ba mẹ thì cũng lớn tuổi rồi. Đôi khi thì cái lại, có khi anh lại nghĩ là cái trọng trách phải gánh trên vai đấy, phải sống đấy. Bây giờ phải sống vậy để mà lo cho em, lo cho anh. Rồi ba mẹ sau này ba mẹ cũng già đi, ba mẹ đâu còn sức khỏe nào đâu. Bởi vì tới giờ phút này thì chú cũng là 65 tuổi rồi. Vâng. Đúng không ạ? Đúng là cái tuổi của chú bây giờ là cái tuổi ở nhà này, cái tuổi nghỉ dưỡng. Có cháu có ghét kể rồi. Đúng rồi, ở nhà chỉ chơi với cháu, chăm cháu thôi, nghỉ dưỡng thôi. Nhưng mà tiếc rằng thì thôi thì chị, chú cũng đừng có buồn nhá, đừng có buồn thôi, biết sao giờ. Chỉ cầu mong rằng các con của chú là được khỏe mạnh thôi. Được khỏe mạnh thôi. Còn bé gái gái út là gái út là năm nay bao nhiêu tuổi chứ chú? Nó sinh năm 95 á. 95, năm nay cũng 29-30 rồi. Nàng 29-30 mà nhìn tức nàng là bị nhẹ thôi, gái út là bị nhẹ thôi đúng không? Bị nhẹ rồi. Nhẹ thôi. Để em nó là nó cũng mấy lắm, bị cũng... nhẹ nhưng mà cái nó cũng như là người cứ tự kỷ nó yeah. Cũng cứ đi làm về thôi, ở nhà bố mẹ. Chỉ chơi với ba với mẹ, đâu có chơi với ai đâu, thấy tội nghiệp lắm. Không đi đâu ấy. Lắm lúc mà nhiều khi cứ ngày chủ nhật ấy, đi lễ là cứ đi với con ấy. Tại vì thấy nó không có bạn bè thường, đúng cho nên là mẹ cứ phải đi kèm với con lúc nào cũng ba với mẹ đi kèm với con đi với phải cho bé để cho nó vui, nói chung là để cho bé mình có những người bạn hoặc là những người hàng xóm cho nó ra ngoài lắm, nhưng mà những, nó không phải thật sự tin tưởng đâu, phải thật sự tin tưởng thì mình có thể là ba hoặc mẹ thì kèm dẫn đi đúng để cho đấy. Bé nó giao lưu đúng. Nó cởi mở đúng ra đấy. Nếu mà trường hợp mà cứ để đả bị như vậy rồi mà để một mình hoài thì nó sẽ càng ngày càng nặng thêm. Đấy là nên nhiều khi cứ phải đi với nó, tại tội nghiệp vì không như người ta là bắt đầu bây giờ đang có bồ này, sang đang trưng diện để không, chơi. Tuổi mà nếu mà năm nay sinh năm 95 bây giờ là có con rồi đấy. Đúng rồi. Cứ nếu mà như người ta rồi. Đúng rồi, có con nữa. Mặt nó non trẻ như mười mấy tuổi. Hồn nó nhiên ha, trong gì? Đầu là luôn luôn hồn nhiên không có suy nghĩ nhưng gì. Nhưng mà nhiều khi hồi xưa anh em nó học coi như là cứ một lớp một, ba năm bước một, cô giáo cũng chịu bó tay luôn. Đúng rồi. Thầy hiệu trưởng thấy thầy hiệu trưởng nó thôi chứ không thể nào mà dạy được. Chứ đó nó ảnh hưởng tới, ảnh nhà, hưởng trường tới nhà trường nữa. Thế là thôi cho nghỉ, về nghỉ xong rồi xin vô dòng mới đánh giá cho học, gọi là học biết chữ. Các gì á? Các gì dạy không có lấy tiền. Không lấy tiền. Ờ, hình như là con được biết là ở trong nhà thờ hoặc là bên các sơ là có dạy nữa mà đúng không? Có, đúng rồi. Thì mấy đứa nhà chị đều học các sơ học hết đó. Học không mất tiền. Mà nhiều khi học xong mà tới ngày lễ nọ lễ kia gì còn cho gạo, cho các thứ mà. Nhưng mà bây giờ nó lớn rồi là coi như là hết học ở đấy. Thì lại mình lại dành những cái đấy cho những người khác. Đúng rồi, lại mỗi những người khác là người ta vô đấy. Còn mấy đứa nhà chị dần nó qua ở trong các gì là dạy cho tới lớp 5 là mấy gì cho ra ngoài trường ngoài. Và mấy đứa này có học thì giống như học chỉ đi lấy gạo thôi. Nó có học được đâu. Giống như học về đến ngày lễ các gì phát quà, các bắn cho vậy đấy. Còn nó học không có được. Vậy là ngày thường thường là tuần nào bên công giáo là tuần nào phải đi lễ. Ngày nào cũng đi chứ không phải nào ngày nào phải nhưng mà cái lễ ngày chủ nhật là lễ buộc. Ấy đi chủ nhật hoặc là thứ bảy gì là con vâng. Hay con được biết vậy. Của em đạo không con thì đạo người đạo. không có đạo nhưng mà ý là con cũng có con được biết thôi đúng biết rồi. Dạ. Thôi thì gia đình nhà mình còn điều gì chia sẻ nữa không, có muốn nhờ bà con cô bác chia sẻ nữa không? Dạ. Cô chú có muốn nhờ bà con cô bác cộng đồng mạng tìm con mình nữa không? Mình có điều gì mình chia sẻ nữa. Em cũng nhờ cộng đồng mạng là vì em có một đứa con nó như vậy nó cũng hay đi lắm.
mà gia đình em cũng tích cực đi tìm cháu mà không thể nào được, thì em cũng nhờ tất cả cộng đồng mạng hãy giúp đỡ cho gia đình em, để cho em được biết tin con em nó đang ở đâu, hoặc là đưa con em về với gia đình em với. Chứ giờ em cũng hết sức rồi, hết khả năng để đi tìm, nên em thật xin cho cộng đồng mạng thật sự mà nói mà em. Thật sự mà nói mà để cô chú tự đi tìm thì không tìm được đâu. Đấy, cái này phải nhờ, thứ nhất là nhờ bà con cô bác, cô chú anh chị trên cộng đồng mạng khắp các tỉnh thành, mọi miền tổ quốc. Thì cô chú có thấy thì ở đâu thì cô chú báo tin về cho anh em hoặc báo tin về cho gia đình thôi. Chứ còn bây giờ mà để cô chú mà bây giờ mà đi đường này đường kia đi tìm, thật sự không thể tìm được, biết đường nào mà tìm. Dạ rồi, thì cái câu chuyện, cái sự việc của gia đình nhà mình thì hôm nay thì anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đã ghi nhận. Sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ gia đình nhà mình. Và giúp đỡ gia đình nhà mình hoàn toàn miễn phí cô chú nhá. Cô chú yên tâm nhá. Thì hôm nay cô chú về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải quay phim ghi hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con mình, đúng không ạ? Thì cô chú có đồng ý cho tất cả các anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đăng tải video này, thông tin này, câu chuyện của gia đình nhà mình lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con không? Dạ có, dạ rất là đồng ý đấy. Gia đình em đồng xin các anh em giúp đỡ cho. Dạ, cuối video này thì con không biết nói gì hơn. Thật sự con rất thương cô chú rất nhiều, con thương chú lắm luôn. Thì con chúc cô chú thật nhiều sức khỏe và chúc cho các con của cô chú được trời ban cho phước lành nha, là luôn luôn khỏe mạnh, và cô chú phải cố gắng lên nhá. Thôi đừng suy nghĩ nữa. Chuyện đã vậy rồi thì cô chú cứ cố gắng nhé. Miễn sao các con khỏe, các con vui là được. Và cái điều đặc biệt nhất là thời gian ngắn nhất sắp tới thì con trai là anh Trung sẽ quay trở về để đoàn tụ với gia đình mình một cách an toàn và khỏe mạnh nhất nhé. Có lẽ cái điều đấy là gia đình rất mong muốn là... đang rất mong chờ. Dạ rồi, thì con xin phép xin chào cô chú. Dạ rồi, thì em cũng xin phép chào tất cả cô chú, anh chị trên cộng đồng mạng. Hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo.